Let the beat drop. Bắt đầu thủ tục quét nhân dạng. Xin chào đạo diễn Sterling. Nổi nhạc lên nào. Diễn kiến Len Sterling, mật vụ cừ khôi nhất thế giới. Năm 2019, từ một siêu điệp viên thành một siêu bồ câu. Thành công rồi. Đối tượng có vẻ đang bị mất phương hướng. Wonder, cậu đã làm cái gì? Bồ câu ở khắp mọi nơi và không một ai để ý bọn chúng. Đó là vỏ bọc hoàn hảo nhất cho tất cả điệp viên. Cậu biến tôi về lại mau. Stop guy, nghiêm túc nha. Điệp viên ẩn danh. Anh Lance, nhìn tôi nè. Nhìn cậu sao? Tôi không muốn. Cũng phải nhìn thôi Wonder. Tôi có thể nhìn từ cái đuôi của tôi nè đến cái mặt của cậu. Dự kiến lộ diện 30 tháng 8 2019.